Cảnh sát Bỉ ngày 31 tháng 12 loan báo đã bắt giữ một nghi can 22 tuổi, bị cáo buộc có liên hệ đến các vụ tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 ở Paris, làm 130 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết nghi can người Bỉ này bị truy tố tội sát nhân khủng bố và tham gia các hoạt động khủng bố. Đương sự bị bắt tại khu Molenbeek của Bruxelles, nơi cư ngụ của một số phần tử trong vụ tấn công ở Paris.